Chào mừng các bạn, hôm nay là câu lạc bộ Người Cá tầng 30 có sự xuất hiện của bạn Người Cá mới. Bây giờ chúng ta hãy hỏi tên bạn ấy nha. Các bạn có muốn tôi hỏi tên bạn ấy không? Welcome to our mermaid class week 30. Let me introduce you to my new mermaid. What's your name? Nancy. Bạn ấy tên là Nancy các bạn ơi. Thật là một cái tên đẹp quá. Why you wanna be mermaid? Tại sao em muốn trở thành người cá? Nàng tiên cá. Tại em thích hả? Bạn ấy rất thích trở thành người cá. Còn lý do nào nữa khác không? À, hầu hết anh hỏi các bạn đều nói tại thích muốn trở thành người cá mà không có lý do gì đặc biệt. Tại em phải nói vui. Với lại anh nhiều bạn tham gia cho nên em thấy nói vui cho nên em kêu qua em. Cho tham gia xin lại cho tham gia. Cho em tham gia làm người cá hả? Ba em với em cứ mong là làm tiên cá hay người cá hoài. Vậy luôn đó hả? Nhưng mà làm người cá là có một cái nhiệm vụ á. Mà em biết nhiệm vụ của người cá là làm cái việc gì không? Ở giữa thiên nhiên và động vật. Giỏi quá. Đúng rồi, chính xác, trở thành một người cá khi chúng ta bơi giỏi nè, ta có sức khỏe tốt nè, rồi hả, chúng ta được nổi tiếng nè, mọi người biết đến nè, nên chúng ta phải luôn kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật để giúp cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn, đúng không? Em thấy không, hiện tại là ở bên Mỹ, em có coi nạn cháy rừng ở bên Mỹ không? Có biết dạo đây bên Mỹ cháy rừng mà rất là nghiêm trọng. Bây giờ lửa nó đã cháy hết cả một thành phố của Mỹ. Rồi người ta chết lên hàng ngàn người luôn rồi. Em thấy cái tác hại của con người đối với môi trường bây giờ thấy nghiêm trọng không? Đó, đó, nên chúng ta phải kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật ha. Đó, rồi. Ồ, trên tay em đang cầm gì thế? Ồ, có mắt khiến người cá luôn. Mà bây giờ em trở thành người cá, em có thể giới thiệu cái đuôi cá của em cho các bạn coi được không? Em trở thành người cá gì vậy? Ôi, làm người cá sao hỏa luôn. Đâu đâu, cho các bạn coi người cá sao hỏa là như thế nào. Tôi nói cho các bạn biết nha, bữa nay là bạn Nancy sẽ biến hình thành người cá đến từ sao hỏa. Các bạn biết tại sao không? Để bạn ấy giới thiệu chiếc đuôi của bạn ấy cho các bạn xem, các bạn sẽ biết. Sao em siết cái vỏ chặt dữ vậy? Wow, các bạn biết tại sao bạn ấy nói là người cá sao hỏa không? Bởi vì bạn ấy sẽ mặc một chiếc đuôi tiên cá màu đỏ rực giống như là sao hỏa vậy đó các bạn. Giống như là lửa vậy đó. Trời, mới nhắc đến cháy rừng, trời, đồ lửa luôn ha. Nổi tiếng ha. Nhưng mà cái đuôi tiên cá này chưa có đặt tên. Nên em có muốn đặt tên cho cái đuôi tiên cá này không? Đặt theo tên em đi ha. Hợp lý không? Vậy là đuôi tiên cá Nancy nha các bạn. Đó, các bạn hãy nhớ đến Nancy. Và đây là chiếc đuôi tiên cá của bạn ấy. Hồi bạn ấy sẽ đến câu lạc bộ để gặp gỡ những người bạn mới. Rồi các bạn ấy sẽ bơi với nhau. Các bạn có cùng chung một sở thích là gì? Và bơi lội vui vẻ để gia tăng sức khỏe và trí tuệ, đúng không? Ok, rồi bye bye Nancy, hẹn gặp lại. Chào mấy bạn đi Nancy.